Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong cái bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì đặc biệt là cái thông tin ngày hôm qua, đó là mẹ con của cô Sáu đã đi xuống mộ cũng giống như là đã vào trong cái phòng quản lý của Hoa Viên để nói chuyện về cái việc mà đặt cái bia đá khắc bài thơ. Mà cái ở đây là không phải đặt ngay chỗ mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh mà đặt kế bên, nó cũng y như vậy thôi, là mua một miếng đất luôn, do cô trợ lý mua như cô chú chị ha, làm không công 13 năm. Cái kiểu này là sau này chắc là nhiều người sẽ muốn đi làm quản lý mà không công cho những cái người nghệ sĩ ha, tại làm không công mà có tiền là mua cái này mua cái kia, làm không công mà có cả kênh YouTube cả 100.000, làm không công mà khi mà đi á mình có thể đem hết tất cả những cái vật dụng mà mình ra khỏi nhà cái người mà mình mua tặng nha cô chú chị ha. Làm không công mà có tiền mua đất luôn, rất là ghê sợ nha cô chú anh chị ha. Thì không biết là họ âm mưu họ bày trò gì, tại sao họ nhất quyết lại đặt cái bài thơ đó ở ngay mộ, dù chị Hồng Loan đã không cho rồi nhưng mà họ vẫn tìm đủ mọi cách để họ đặt cái bài thơ. Vậy ý đồ họ là gì, hay đơn giản là chỉ việc là thương mến chú Vũ Linh rồi đặt bài thơ? Thì em nghĩ là không tới nỗi đó đâu, nó phải có một cái gì ở trong cái bài thơ đó, thậm chí là một cái điều gì khi họ muốn đặt cái bài thơ đó lên, dù không được đặt ở ngay mộ mà đặt kế bên họ cũng chấp nhận luôn cô chú anh chị. Và ngày hôm qua thì lần đầu tiên mà chúng ta cũng nghe được chị Ni cũng như chị Hồng Loan cũng đã chia sẻ, không phải là chị Ni và chị Hồng Loan đã không chịu ngồi xuống để mà nói chuyện, cũng giống như là không chịu liên lạc với cô Sáu, Hồng Phượng hay là những cái người có liên quan để xuống để bàn bạc về cái câu chuyện nội bộ trong gia đình, mà chị Hồng Loan đã có nhiều lần và thậm chí đã viết giấy tờ thư ngỏ để muốn anh em cũng giống như là những người thân trong gia đình ngồi xuống để mà nói chuyện cũng giải quyết cái vấn đề này, không một cách là gọi là trong gia đình chứ không muốn đưa ra ngoài cộng đồng, nhưng mà họ đã không chấp nhận cái ý kiến này. Thì ngày hôm qua là chị Ni cũng đọc cái bản mà thư gửi cho cô chú anh chị rồi, em cũng đã chia sẻ lên rồi cho cô chú anh chị ha. Bởi vì cô chú anh chị những người mà đừng có trách móc là tại sao mà Hồng Loan không chịu điện thoại hoặc là không chịu nói chuyện, quý vị thấy rồi, bây giờ là họ đã dồn Hồng Loan một con đường cùng rồi. Trước mắt của cô chú anh chị á, thì chúng ta thấy rằng họ nói rằng là đồng sở hữu, nhưng mà trong cái thực tế họ việc họ làm á, là họ muốn chiếm đoạt hết chứ không phải là gọi là đồng sở hữu nữa, mà muốn gạt bỏ cái tên Hồng Loan ra khỏi cái việc mà thừa hưởng luôn đó. Quý vị thấy đó, người như vậy thì cô chú anh chị nghĩ như thế nào đó? Thì trên màn hình của cô chú anh chị thì tiếng vô tình lướt lại thì đây là một cái bản mà ghi chép tay mà trong cái buổi họp báo mà cô cháu gái mà đã đăng lên và cho rằng như đây là gọi là đã sao kê rồi. Thì không biết là sao kê chỗ nào nha cô chú anh chị ha. Và một cái hành động mới nhất của cô cháu gái khi mà Hồng Loan đã yêu cầu tất cả cô chú anh chị, nhiều người đã gửi tiền, đã góp một viên đá cho cố nghệ sĩ theo cái chương trình mà của bên kia kêu gọi á, rồi cúng thắt cho cố nghệ sĩ, thì hãy điền vào cái form để mà cho chị Hồng Loan tổng hợp lại được cái số tiền. Thứ nhất là để trả ơn, cái thứ hai là để cũng nắm biết được cái số tiền đó vào mục đích gì, có đúng cái sự việc mà mọi người đang giúp đỡ hay không, là có đúng là tiền đám tang của cố nghệ sĩ hay không, hay là nhằm mục đích bỏ túi riêng của một số những cá nhân đó. Thì cô chú anh chị ngày hôm qua giờ cũng chia sẻ, thì sau khi cái bài đó được đăng lên thì em thấy rằng là bị báo cáo rất là nhiều, và những ai mà chia sẻ đường link đó thì cũng bị báo cáo. Thì có một cái nguồn thông tin cho rằng là cô HB á, là cô đã thuê một đội IT để mà đánh sập cái form đó, tại vì nếu mà cái form này được tổng kết ha, được tổng hợp và truyền tay đến nhiều người thì bảo đảm chắc chắn rằng là sẽ là không cần cô cháu gái sao kê nữa, mà chúng ta cũng sẽ biết được thực hư cái số tiền, không cần 100% đâu, chỉ cần 70-80% là được rồi cô chú anh chị. Bây giờ không còn gọi là kêu mà sao kê nữa, mà bây giờ là mọi người là người ta sẽ cùng nhau để mà làm rõ cái vấn đề này, sao kê này ra, dù họ không muốn nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng để làm ra rẻ cái số tiền này. Tại sao 11 con người mà chỉ có 600-700 triệu mà khi kêu sao kê thì không ai dám nói gì cái chuyện sao kê, cũng không ai dám tuyên bố rằng tôi đã sao kê. Thì có một cái bài viết của bà Nhị Bình đó cô chú anh chị, thì bà nói rằng là Hồng Phượng muốn sao kê nhưng mà Hồng Phượng không dám đăng, thì để cho Hồng Loan, đưa cho Hồng Loan để Hồng Loan tự đăng tự chịu trách nhiệm. Thì sau khi bài viết đó lên thì Hồng Loan cũng nói rằng đâu có, Hồng Phượng đâu có kêu cái việc sao kê đâu, cũng không có trả lời về vấn đề này nữa. Thì tại sao bà Nhị Bình này lại lên nói như vậy, có phải là vu oan vu khống cho Hồng Loan hay không? Hồng Loan là người còn rất là muốn là cái việc mà minh bạch nữa, còn cái việc đăng lên thì có rất là nhiều cách đúng không, đó đâu phải là một cách là ghi họ tên hay là thông tin của người ta lên rồi đăng lên đây là sẽ làm ảnh hưởng tới người ta đâu đúng không, có rất là nhiều cách. Tại vì trong cái quá khứ
đã có rất là nhiều những người nghệ sĩ họ đã làm rồi, đúng không? Chứ không phải là sao kê ngoạch ngoạc như trên cô chú anh chị thấy một cái tờ giấy A4 xong a tôi sao kê rồi, đó là xong. Đây là cái tiền mà tiền trong cái hùng khủng điếu thôi, chưa biết đúng hay sai đó. Còn cái tiền mà tiền chuyển khoản, tại vì nhiều người ta đi không được thì ta sẽ chuyển khoản. Và quý vị thấy trong những cái livestream của ông Sạc khi mà mấy ngày đầu mà mấy thắt đầu tiên á, ông thường hay nói à tuần này là cúng thắt thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba rồi, có ai ủng hộ cái gì hay không, nhà không có tiền bạc này kia đó. Đó thì chắc chắn rằng là những người yêu mến cố nghệ sĩ thì chắc chắn rằng sẽ ủng hộ rồi, còn ủng hộ bao nhiêu thì chúng ta vẫn là một dấu chấm hỏi cho cô chú anh chị ha. Đó thì Tiến sẽ chia sẻ từ từ cái câu chuyện ngày hôm nay cho cô chú anh chị, chúng ta sẽ cùng xem nha cô chú anh chị ha. Thì đầu tiên nhờ ngày hôm qua chị Hồng Loan đi hát karaoke mà mọi người chợt nhận ra những cái nét mà giống của cố nghệ sĩ. Thì quý vị nhìn sơ ngang cái tấm những cái tấm hình này giữa những tấm hình mà hiện tại của chị Hồng Loan, những tấm hình quá khứ và những tấm hình của chú Vũ Linh xem có giống nhau hay không nha. Em thấy là giống nhau như là 99,9% luôn của chú anh chị. Đúng là không phải con thì nó không ai tin luôn á, nói thiệt. Quý vị nhìn đây từng gương mặt, từng cái biểu cảm, từng cái cử chỉ, từng cái giọng hát luôn. Có điều là chị Hồng Loan không theo nghề ca hát thôi chứ hát rất là hay. Nhiều người đánh giá rằng giọng hát của chị Hồng Loan cũng giống như là giọng hát của chú Vũ Linh với cô chú chị. Đó cô chú chị thấy giống không? Giống thì cô chú chị để lại phần bình luận phía bên dưới à, xem là giống bao nhiêu phần trăm nha cô chú chị. Chứ em thấy là rất là giống luôn á. Vô tình thôi, cái này là sự một cái sự vô tình thôi của người ta phát hiện thôi. Trong lúc ngày hôm qua là đi ăn sinh nhật thì chị Loan có hát và ta nghe giọng hát, sau đó người ta nhìn cái cử chỉ như cái khuôn mặt thì nó y y như đúc luôn, đúng là con nhà nòi. Ở bên đây không có chối bỏ cái việc mà nhận con nuôi đây nha. Sự một cái vô tình mà chứng minh rằng đó là chị Hồng Loan không phải là con nuôi. Đó. Rồi thì Tiến sẽ nói về cái bức mà thư mà ngày hôm qua mà thư ngỏ của Hồng Loan gửi cho cô Sáu qua cái lời của bạn là Lộc Vườn Cây nha cô chú anh chị ha. Thì cờ trắng của Loan: hôm qua Ni đọc bức thư ngỏ Loan gửi cho cô Sáu, chắc luật sư của Loan chấm bút cho Loan, các bạn thấy điều gì ở đây? Trong chiến tranh, bên đang đà chiến thắng chẳng bao giờ đưa ra hòa bình, đàm phán, thỏa thuận gì mà xét. Ý là nói là bên chị Hồng Loan của chú anh chị. Thì giờ mọi người cũng đều biết rằng là chị Hồng Loan bây giờ nắm hết tất cả những cái lợi thế rồi, đúng không? Bởi vì chị Hồng Loan là cái việc mà chiến thắng thì nó không sớm thì muộn thôi. Bây giờ chỉ là lu bu vậy, vì họ muốn làm cho câu chuyện này rắc rối với họ, muốn bêu xấu cũng giống như hạ uy tín của chị Hồng Loan thôi, chứ thật sự ra khó mà để họ chiến thắng. Và đặc biệt thì vì thấy rằng 5/6 lá đơn của cô Sáu đã bị bác bỏ rồi, đúng không? Trong đó thì có cái lá đơn mà khởi tố, yêu cầu khởi tố Hồng Loan luôn, nhưng mà cũng bị bác bỏ rồi, không đủ cơ sở yếu tố. Quý vị thấy đây, họ dứt tình dứt nghĩa như vậy mà Hồng Loan quý vị thấy không, mà lại đối xử với người nhà đúng là tình nghĩa y như chú Vũ Linh luôn. Thà họ có làm gì làm, nhưng mà mình họ có thể bắt nhân nhưng mình không thể bắt nghĩa của chú anh chị đó. Em xin chia sẻ tiếp nha. Không bao giờ bên đình chiến luôn là đang đối diện với thua cuộc. Mấy tháng trời giày vò lon, 6 lá đơn, hàng loạt câu chuyện bôi nhọ, và giờ bạn ấy đang chuẩn bị thắng nốt trận cuối cùng thì Loan giơ lá cờ hòa bình đi cô chú. Mình giải quyết trong nhà nha cô. Sau này con kiếm được tiền rồi, con phụ mọi người. Là lần cuối cùng trước khi ra tòa, luật sư của Loan thường thường họ sẽ chờ đợi một kết cục chiến thắng tại tòa, thêm uy tín cho hãng luật sư, và chi phí luật sư khi thắng cao hơn nhiều chi phí luật sư mà chưa đi đến phiên tòa. Nhưng cùng với ý muốn của Lon là tư vấn và hành động của luật sư cho người khác một cái lối thoát. Tôi đánh giá rất cao việc này vì đã từng chứng kiến các luật sư vô lương tâm khích thân chủ chiến bằng xương máu để họ kiếm tiền. Còn đi em bé hát hay dễ sợ của tôi, hôm qua mới biết hóa ra hắn quen showbiz nhiều là vì hắn cũng là một nghệ sĩ nhưng chọn sai nghề. Ni cũng đã có bước đồng ý tới bước à Ni cũng đã có bước đồng ý tới bước đình chiến, dù hắn hăng máu lắm vì hắn không phải là người chịu nhượng bộ. Giờ thì bạn hiểu tại sao tôi tham gia vào drama này và chọn bảo vệ ai bên cạnh những người nào chưa. Tôi đã không lựa chọn nhầm, tôi chọn phe tử tế. Trên điều đúng là điều tử tế. Cô Sáu chú Bảy, con viết 5-6 bài cho bên cô chú Loan, không cần một phiên tòa tuyên cô ấy là con hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, không cần cầm tờ giấy lộng lẫy đó khoe thiên hạ để bịt miệng những kẻ độc ác. Vì ai
Cô chú hiểu không? Mong cô chú, con mong cô chú, tất cả vì Vũ Linh được an nghỉ thanh thản đi. Vì thế hệ tương lai nữa đều là con cháu yêu thương của cô chú. Đó, thì đây là một cái bài chia sẻ rất là hay. Thật sự ra, đối với em á, hay đối với tất cả một số cô chú chị hay điện thoại cho em á, nói rằng á, đừng có bỏ qua, phải làm tới cùng, làm một lần cho họ nhớ. Và thật sự nếu mà em mà bị dồn vô một cái đường cùng như vậy, em sẽ rất là hận. Tại sao mà trước khi mà ba mình mất á, thì họ là những cái người nhà mà ba mình vừa mất cái là họ bay vô họ làm đủ mọi cách hết, và đặc biệt là một cái điều là họ tranh giành hết tài sản luôn. Ở trên miệng nói là đồng sở hữu nhưng mà khi lên tòa nộp giấy là đòi là gạt bỏ cái tên Hồng Loan ra luôn, thì vì thấy ý đồ của họ như thế nào. Mà thật sự nếu mà không có nhờ cái sự giúp đỡ của chị Ni á, và không nhờ cái sự mà lên tiếng của Vũ Luân á, và tất cả cô chú anh chị, thì chúng ta thấy rằng á, cái việc mà chiến thắng của Hồng Loan cũng chưa có thể gọi là 100% đâu. Em nói thiệt, tại vì quý vị thấy là họ đã chuẩn bị những giấy tờ, họ đã chuẩn bị những cái tin nhắn, họ đã chuẩn bị những cái video mà từ nhiều năm trước để mà chứng minh cho những lời nói của họ. Thì em nghĩ rằng á, nếu mà một mình chị Hồng Loan mà chiến đấu á, thì em nghĩ rằng là sẽ rất là mệt mỏi. Tại vì thời gian cứ lên công an làm việc suốt à, rồi chồng mới thấy vợ ốm như vậy, ốm o như vậy, thì chồng ở nhà rồi phải nuôi 5 đứa con nữa, áp lực kinh tế nữa, thì em chắc rằng là sẽ bỏ cuộc thôi. Và họ cũng nghĩ như vậy cô chú chị, trên mặt giấy tờ thì chắc chắn họ sẽ thua, nhưng mà họ sẽ làm cho Hồng Loan nản và bỏ cuộc. Đó là cái điều mà họ, tại sao họ giữ lên những cái tin nhắn, những cái video và những tất cả mọi thứ mà những năm ấy họ đã chuẩn bị để mà họ họ tung ra thôi. Nhưng một điều xui khiến ở đây, thứ nhất là lòng tham vô đáy và cái sự linh thiêng của chú Vũ Linh. Một chút nữa em sẽ đọc cho cô chú anh chị cái bài này. Thật sự nếu mà để mà góp nên cái chiến thắng ngày hôm nay á, thì không phải là mình chỉ đi không đâu, mà phải có cái chú Vũ Linh trong đây. Và chú Vũ Linh đã làm những cái gì để mà đón trước có ngày hôm nay, thì chút em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị. Chú thấy không? Đang đà chiến thắng như vậy mà chị Hồng Loan còn để cho họ một cái cơ hội là ngồi xuống trong gia đình để mà mình nói chuyện với nhau, để mà thương thảo, để mà giải quyết. Giả sử lỡ ăn phần nào hay là lỡ gì đó thì mình có thể ngồi nói chuyện. Chứ bây giờ mà quý vị biết, nếu mà Hồng Loan tổng hợp được những cái đó ra và những cái người mà đã thông tin đó, đúng sự thật như vậy, mà số tiền nó chỉ cần chênh lệch 100 triệu hoặc 200 triệu thôi, chưa tính tới tiền tỷ nha, thì họ đã vi phạm rồi, lợi dụng tín nhiệm để mà chiếm đoạt tài sản rồi. Thì quý vị biết là lúc đó là đưa đến pháp luật rồi, đâu còn mà gọi là gia đình nữa, đúng không? Lúc đó là dù Hồng Loan rút đơn thì họ cũng bị những cái người khác kiện thôi. Đó, bởi vì tại sao Hồng Loan muốn cho họ một cái cơ hội để họ quay đầu là vậy đó cô chú anh chị. Còn họ cố gắng họ tiếp bước nữa, sai càng sai thì họ sẽ phải trả giá thôi. Đó. Thì đây là một cái bài bình luận của bà Nhị Bình là cô chú anh chị ha. Thì bà nói rằng là bà tung thông tin sai, tại vì bà nói rằng là Hồng Loan ở bên Hồng Phượng liên hệ với Hồng Loan không hề nghe máy, mà trong khi Hồng Loan liên hệ với mẹ con của Sáu thì bên kia không hề nghe máy, và khẳng định rất là nhiều lần trên cái trang cũng giống như là trong những livestream của mình rồi đó. Mà cái cô Nhị Bình lại đăng như vậy thì là 155, 156 và 331 sẽ quẩy gọi cái cô Bình này. Thì luật sư ngày hôm qua cũng đã lên công an để làm việc với cái cô Nhị Bình này, cũng đã tung ra những cái lá đơn rồi những lời tố cáo và thư đề nghị là giải quyết cái cô Nhị Bình này. Thứ nhất là rút thẻ nhà báo, cái thứ hai đó là phải phạt cô này về cái mức độ mà thông tin truyền thông không đúng sự thật, rồi thứ ba là tội mà nhục mạ người khác trên không gian mạng đó. Thì chắc chắn rồi, thì em đọc cái này cho cô chú anh chị nghe nè, để chúng ta xem bà nói viết cái gì nha. Hồng Loan hoàn toàn có thể nhận được bản sao tất cả, chỉ là liên hệ với cổ không thèm nghe máy, không thèm gặp nữa. Cổ cứ khăng khăng kiếm cớ đòi Hồng Phượng đăng công khai trên mạng xã hội. Về mặt đạo đức và pháp luật, cô Hồng Phượng không được phép làm chuyện này. Thì bà này bà nói sai nè. Đạo đức và pháp luật cái gì? Đúng không? Bây giờ cái mình đăng cái này là mình lấy lại cái uy tín và danh dự của mình. Giả sử như đưa Hồng Loan không chịu đi thì bây giờ mình đăng lên, tự mình đăng lên. Đó. Thì mình có thể che đi những cái thông tin mà tại sao mình không không dám đăng, đúng không? Đừng có nói là đạo đức và pháp luật. Nếu mà bị cái này á thì rất là nhiều những nghệ sĩ bị rồi, tại vì rất là nhiều những nghệ sĩ người ta với số tiền sao kê cả tỷ, mấy tỷ bạc luôn, người ta cả 100 tỷ luôn, người ta còn sao kê ra được. Thì quý vị thấy rằng á thì họ đã vi phạm đạo đức và pháp luật sao, đúng không? Phải như cái vụ này nó chưa có tiền lệ á thì có thể nói như vậy được, cái này nó tiền lệ rất là nhiều rồi, đúng không? Và cái này là gọi là cái truyền thống rồi, khi mà mình kêu gọi sale, mình kêu gọi từ bất cứ một cái việc gì đó thì mình phải sao kê, và nhất quyết là mình không phải là cái người nhà nữa, đúng không? Mình không phải là chủ tang nữa thì mình cần phải sao kê, đúng không? À, muốn đăng công khai cho cô Hồng Loan hãy tự đăng và tự chịu trách nhiệm. Vậy hãy đưa qua,
đúng không? Tại sao mà không đưa qua cho Hồng Loan? Đó, bây giờ cô có thể mà kêu cái cô mà cháu gái này dựa trên cái bức thư ngỏ của Hồng Loan gửi và đưa lên một cái bài thư ngỏ cho Hồng Loan, à tôi sẽ sẵn sàng sao kê và đưa cho Hồng Loan làm kiểm chứng. Đó, rồi Hồng Loan sẽ trả lời thôi, giả sử như Hồng Loan không chịu hay gì á thì lúc đó họ trách mắng con này không có. Mày nói những cái chuyện mà không có không mà giống như là tự suy nghĩ ra, à tôi sẽ đưa trong cái tương lai hả? Cô Hồng Loan không chịu lên Facebook tuyên bố mình sẽ đăng sao kê mà cứ ép cô Hồng Phượng đăng là xảo trá, giả dối. À Hồng Loan, à, Hồng Loan chịu nghe cô chú chị ha, Hồng Loan đồng ý về việc này, nhưng mà vì sao dùng cái lời nói để sao để dẫn dắt những cái con mà phèn con của cô chú anh chị. Thì ở đây bạn là Phượng Cây cũng chia sẻ như thế này, chúng ta sẽ phân tích về mặt pháp lý để cho những người này mà thua mà tâm phục khẩu phục nha cô chú anh chị ha. À, đây thì giọng em hôm nay nó hơi bị khàn khàn, cô chú thông cảm nha. À, sự vi phạm đạo đức và pháp luật của Hồng Phượng hoặc Facebook Huỳnh Hòa Bình. Đây là đoạn Huỳnh Hòa Bình nói rằng Hồng Phượng sẵn sàng cung cấp thông tin về quyên góp và phúng điếu cho Hồng Loan nhưng Hồng Loan bất hợp tác. Bắt Phượng công khai trên mạng dù rằng việc đó là vi phạm đạo đức và pháp luật. Ở trên đời ở trên còn có câu Hồng Loan lòng tham không đáy, thủ đoạn độc ác vu khống hãm hại không ghê tai. Nếu đây là lời của Hồng Phượng kể cho Huỳnh Hòa Bình thì Huỳnh Hòa Bình chịu trách nhiệm về mặt đưa thông tin chưa được kiểm chứng. Còn HB chịu trách nhiệm về mặt vu khống gian dối. Nếu không hề có việc HB nói với Huỳnh Hòa Bình như vậy, do Huỳnh Hòa Bình sáng tạo riêng thì Huỳnh Hòa Bình chịu hoàn toàn trách nhiệm về tội làm nhục người khác, lạm dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích cá nhân, vu khống người khác. Người khác gồm là HB và Hồng Loan. À, biết chưa, biết sai chỗ nào chưa cô Nhị Bình? À, để mai mốt là hôm qua đăng bài cái nói rằng tôi sai ở chỗ nào đó, sai một cái ở đây là một bài thôi nha, ý là một cái phần nhỏ thôi đó, nó còn vậy đó. Tiếp theo là nha cô chú chị, vì HB có kênh Facebook riêng, ngoài ra còn có rất nhiều kênh liên lạc khác như YouTube, TikTok, điện thoại, bưu điện, nhưng HB không chứng minh được cô ấy không thể liên lạc với Hồng Loan. Cô ấy chưa hề chứng minh được ngỏ ý chia sẻ cho thông tin cho Hồng Loan thông tin về phúng điếu quyên góp trên các phương tiện thông tin mà HB có thể sử dụng được. Nè, thì bây giờ giả sử như gửi tin nhắn nè, rồi gửi thư ngỏ nè, mình làm tất cả một cái đưa cho Hồng Loan, đúng không? Mình giả sử như Hồng Loan không lấy thì có thể nhắn tin qua Facebook mà, đúng không? Để nhiều cái mà chỉ nói bằng miệng thôi, là nói khi nào, đúng không? Hồng Loan trong thư ngỏ mới đây lại có một lần nữa kêu gọi mẹ con cô Sáu cung cấp thông tin này trong nội bộ gia đình nhằm tìm giải pháp tốt đẹp, im ắng cho tất cả những người trong gia đình. Khán giả quyên góp và danh dự của chú Vũ Linh. Kết luận tôi khẳng định Hồng Phượng hoặc Huỳnh Hòa Bình cả hai đã vi phạm đạo đức và pháp luật lần thứ nhất. Có lần thứ nhất tức là sẽ post tiếp những cái lần khác. Trang trọng. Thì đây chỉ là trích một cái khúc thôi nha cô chú chị là đã thấy vi phạm rồi. Đó. Thì cô chú chị nghĩ sao? Thì nãy em có chia sẻ một cái thông tin nói rằng á là thật sự ra chú Vũ Linh có biết cái điều này hay không? Và chú Vũ Linh có làm cái gì trước khi mà chú mắc hay không? Thật sự nếu mà chúng ta nhìn một cái toàn bộ câu chuyện á, một mình Hồng Loan cũng không thể làm được. Nếu mà chú Vũ Linh không đưa giấy tờ, không làm gì những giấy tờ thủ tục cho Hồng Loan trước á, thì quý vị thấy rằng là Hồng Loan có nhanh làm như vậy hay không? Mà nếu mà chú Vũ Linh không nhiều lần nhắc đi nhắc lại về cái việc là cô Sáu báo bao nhiêu của chú và chú Bảy báo bao nhiêu của chú, thì mọi người có hiểu rằng là cô Sáu và chú Bảy đã đối xử với chú như thế nào không, đúng không? Đó. Và chú nhiều lần quay video khẳng định rằng Hồng Loan là con ruột và thậm chí là phỏng vấn cũng là con ruột và trên báo chí cũng là con ruột. Nếu mà những không có những cái thông tin đó thì em nghĩ rằng là mọi người vẫn đang là lẩn quẩn nghi ngờ là Hồng Loan là con nuôi. Nhưng mà từ những cái thông tin đó cho rằng là trời ơi, dù không phải là con ruột đi nhưng mà chú thương Hồng Loan cũng là con, cũng như con ruột thì không khác nhau cả. Mà trên mặt pháp lý á, dù con ruột hay con nuôi thì cũng đều là hàng thừa kế thứ nhất. Và chú đã làm những cái điều đó ở những phút cuối đời để mà cho con của chú một cái sự gọi là an toàn khi mà gọi là họ trở mặt với cô chú anh chị. Thì cô chú biết không, biết là cô chú anh chị có nhìn ra điều đó hay không, nhưng mà em đã tìm hiểu cái những cái thông tin này từ đầu đến giờ thì em thấy giống như là nó theo một cái kế hoạch sắp xếp của chú rõ ràng rồi. À, có điều là chú cũng không muốn nó đi quá xa như vậy đâu. À, thì em xin đọc một cái bài này của bạn này, bạn nói đúng y như là em nói luôn. À, thì trong drama nhà họ Võ mấy tháng nay, cái người cao tay nhất không ai khác chính là chú Vũ Linh và kể sau đó là bà Ni. Bà Ni nương theo ván bài mà chú Vũ Linh bày sẵn, lấy đó làm trọng đầu tàu và đuôi tàu, cân bằng tứ phía. Người cao tay nhất lại chính là người đã khuất,
Cả đời anh vì tụi em còn chút hơi tàn này, anh làm vì con. Hai mẹ con Hồng Phượng đã tính đủ đường. Nhưng chú Vũ Linh đã đi trước một bước là tung hỏa mù, diễn xuất của chú, sự tịnh tâm của chú đã đạt tới cảnh giới thượng thừa khiến mẹ con Hồng Phượng xem nhẹ và dẫn đến sau này sức mẹ kế hoạch. Sau đó sự xuất hiện của bà Ni coi như là khiến kế hoạch bị vỡ hoàn toàn. Nói tới khúc này thì cô chú anh chị cũng hiểu rồi ha. Thì quý vị thấy đi, nếu mà chú Vũ Linh á mà không làm những cái việc mà cho mọi người thấy, không nói lên những cái điều mà mọi người đang thắc mắc, thì thật sự bây giờ Hồng Loan sẽ gặp rất là nhiều những khó khăn nha cô chú anh chị. Và đặc biệt là quý vị thấy không, khi mà chú vừa mất là tất cả thủ tục giấy tờ là đã sang qua tên Hồng Loan rồi, là đúng, đã chú đã chuẩn bị rồi, những người làm giấy tờ thì đều biết rồi. Nếu một mình Hồng Loan mà tự mở ổ khóa ra rồi tự đi làm á, thật sự rất là khó. Đúng, khó mà thời gian nó rất là lâu dài chứ không phải vậy đâu. Bởi vì mẹ con của Sáu bị bể chặt ở chỗ này nè, họ tính trăm tính ngàn tính nhưng không tính được là khi mà chú mất là những giấy tờ đó đã sang qua Hồng Loan rồi. Đó, và sự những giấy tờ đó chưa sang á thì này mới mệt mỏi nè, đang tranh chấp nè, nó mệt mỏi nè. Còn những giấy tờ đã sang rồi thì một lần chứng minh rằng là những giấy tờ của Hồng Loan là hợp lại. Cái thứ hai là phải có cái bàn tay nhúng chàm của chú Vũ Linh vô đây thì nó mới nhanh như vậy được, đúng không? Đó. Thì em đọc tiếp nha cô chú chị. Có hai điều mà mẹ con Hồng Phượng không thể chạm tới và tính được, đó là nội tâm của chú Vũ Linh và tương lai sẽ có sự xuất hiện của bà Ni. Phàm là người thì không thể chống lại tạo hóa và ý trời, thôi buông bỏ mà làm tròn kiếp người đi Phượng. Cố chấp quá thì thành quá cố, đi càng xa, hố càng sâu và dần dần chết đuối. Chẳng ai ép Phượng cả, chỉ do cái tôi và sự háo thắng của Phượng quá lớn nên thành ra sự tự ép chết chính bản thân của Phượng mà thôi. Bỏ qua đi mà làm người Phượng A. Chú ý lắng nghe việc quan trọng. Ngay bây giờ đây là việc quan trọng nhất để mọi người có thể hỗ trợ Hồng Loan. Việc này chỉ tốn một chút xíu thời gian của mọi người thôi. Đây là trang web mà Hồng Loan đã lập ra để cho tất cả những ai mà đã từng quyên góp tiền phúng điếu cho cậu Năm, cả hai hình thức đi phong bì lẫn chuyển khoản. Những ai đã quyên góp một phần tiền phúng điếu cho cậu Năm thì mong mọi người hãy vô trang web này để điền đầy đủ thông tin trong trang web nhé. Thì trang web ở đây nha cô chú anh chị. Đó. Nếu như không có những thông tin của mọi người đã hỗ trợ hay quyên góp phúng điếu cho cậu Năm thì rất khó để Hồng Loan làm việc với cơ quan chức năng đó mọi người ơi. Thì mọi người chia sẻ này nha. Đó, thì em mong tất cả cô chú anh chị chúng ta cùng chia sẻ nha. Thì cái link này thì hôm qua em đã bấm rồi, thì trong đây nè thì nó lại vào cái tờ khai ha, thu thập thông tin phúng điếu quyên góp, thì trong đây có đầy đủ luôn, chỉ điền những thông tin của mình vô thôi là được rồi ha, chưa mất tới 10 giây đâu cô chú anh chị, điền xíu là xong mà. Và đảm bảo những thông tin này thông tin bảo mật ha, không bị lộ thông tin nghe, nên cô chú anh chị yên tâm ha. Đó. Và tại vì ở đây đừng nói bên kia sẽ nói rằng sẽ có những cái thông tin mà người ta giả mạo rồi sao, thì không có đâu, đây có thông tin người gửi nè, có số ID chuyển tiền, thì bất cứ một cái trường hợp chuyển tiền hay gì đó thì nó cũng sẽ có một cái mã ID đúng không cô chú anh chị, mã giao dịch đó, bởi vì các bạn yên tâm ha. Và có cái số điện thoại để liên lạc luôn nếu mà thông tin nó sai. Đây thì hôm qua thì bạn Hoa Lệ Nguyệt có chia sẻ là luật sư dẫn đầu đoàn luật sư của Hồng Loan là luật sư Trương Thị Hòa, luật sư giỏi nhất nhì thành phố. Thì cái thông tin này thì em chưa có kiểm chứng cho cô chú chị ha, tại vì có nhiều cô chú chị hỏi rằng luật sư Trương Thị Hòa là bào chữa cho Hồng Loan hay gì, nhưng mà tới thời điểm này thì em chưa thấy nha cô chú anh chị ha. Đó thì bạn cũng nói gắt gỏi trên tay, tại vì mọi người không hiểu nè, ở đây tôi nói là luật sư dẫn đầu tức là người cố vấn, người chỉ đạo, chứ không nói cô Trương Thị Hòa là luật sư đại diện cho Hồng Loan. Luật sư đại diện cho Hồng Loan trước giờ ai cũng biết đó là luật sư Tiết Ngọc mà, cho nên mọi người có thắc mắc và bài đăng của tôi hãy suy nghĩ cặn kẽ từng câu đó. Thì đây là một cái lần nữa để mà nói ra cho nội bộ khỏi lục đục nha cô chú anh chị ha. Đây thì mới nhất thì Hồng cô cháu gái này có đăng một nhận như thế này, nói về tình mẹ ha. Nước mắt mẹ đổi tương lai, mồ hôi đổi từng mảnh áo, thanh xuân mẹ đổi cả cuộc đời. Mẹ cho mẹ con một mình đã cùng nhau trải qua rất là nhiều những giai đoạn cảm xúc trong cuộc đời này. Có thêm một nhân vật nữa đồng hành cùng hành trình tiếp theo của mình. Vui nha mẹ, hạnh phúc, mạnh khỏe, bình an nha mẹ. Nhiêu đó đủ rồi, bộ ba ấm áp. Thì thật sự ra như thế này nè cô chú anh chị. Có thể rằng á là vì cái lòng tham mà họ đánh đổi hết tất cả những cái gì mà họ đáng được có. Em ví dụ như thế này nè, nếu mà họ không tranh giành tài sản á thì Hồng Loan vẫn cho cô Sáu ở trong cái ngôi nhà đó, vẫn xem như người nhà, và sau này bán được đất thì vẫn mua nhà, vẫn cho đất cho hai mẹ con. Đó là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai á
là khi mà người ta thương mến cố nghệ sĩ thì người ta sẽ dành tất cả tình yêu thương. Quý vị thấy Hồng Loan là không phải một cái người trong showbiz đúng không, mà khi mà chị như vậy mà được rất là nhiều người ủng hộ thì nói chi là Hồng Phượng đúng không. Quý vị thấy những ngày đầu đó thì mẹ con Hồng Phượng và những cái người mà có liên quan với chú của Linh đó, đi diễn ở đâu người ta cũng mời, và ở đâu khán giả người ta cũng đến coi, và ở đâu người ta cũng thương, giống như Vũ Luân bây giờ nó làm cái gì cũng thành công hết, và từ đó mình có tài thì tự động nó sẽ lên luôn. Thì quý vị thấy đi, tài sản thì cũng chú cũng từ hai bàn tay trắng làm ra, thì bây giờ mình cũng từ hai bàn tay trắng làm ra, nhưng mà mình được cái là gì, mình được cái là bước đà cao hơn người khác thì mình nhảy càng cao, còn nhảy không cao là nó do lỗi tại mình đúng không. Đó thì mình sẽ kiếm được nhiều hơn nữa, nhưng mà họ lại cố chấp, họ nghĩ cái số tài sản nó quá lớn rồi họ không muốn mà bỏ nhiều thời gian để họ đi làm những cái việc đó, thì đâm ra họ bị như bây giờ nha cô chú anh chị ha. Các bạn thấy ngày hôm qua thì cái cô cháu gái xuống mộ của cậu mà cũng không nở khẩu trang ra, thì em không biết là như thế nào, là thương mến quá tới nỗi mình nổi tiếng quá, hay là mình như thế nào mình không còn mặt mũi để mà nhìn mặt cậu nên không dám mở khẩu trang ra đó. Thì đây cũng là một số những cái thông tin mà ngày hôm nay em muốn cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy hay nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Em xin mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những bản tin tiếp theo.